đối với phương pháp mau bạch đó, đó là một cái phương pháp cực kỳ mới lạ. Và bây giờ đến cho em biết tới ngay cả những bác sĩ khoa học vô rồi biết cũng biết cái đó, nhưng mà để mà tác động lên cái đó là chuyện không có đơn giản. Sao ngồi dưới đây chứ, ngồi ghế đây đó, cái bụng bự quá ngồi. Rồi ngồi đó. Rồi và như vậy á là trong cái phương pháp của bà Bùi Thị Liễu, cái chuyện mà mình sử dụng cái phương pháp mà tác động lên mạch máu làm cho giãn qua mạch ra đó, để làm cho những cái mạch máu nó nuôi đầy đủ trong cái các khớp cho mình không có mình bớt đau ha. Nhưng mà cái xưng thì sẽ tính tiếp ha. Nhưng mà riêng về cái phương pháp mà tác động, phương pháp mà tác động bằng bên sâu vô trong ấy, thì nó lại là khác. Hồi nãy giờ mình tác động là bên ngoài vi thôi, còn cái tác động ở nội tạng là vấn đề khác. Thế thì sở dĩ vậy mà tôi muốn giới thiệu phương pháp mà chồng đá nữa. Thì nãy ở đây là có mấy người bị đau khớp nè, có mấy người bị viêm đau khớp dạng tấp nè, mấy cái đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện mà sử dụng cái đá nhiều hơn. Tất nhiên trong cái điều trị á, nó có cái là điều trị ngọn và cái điều trị gốc. Thì điều trị ngọn á thì là chúng ta điều trị hồi nãy giờ ta gọi là ngọn á, còn gốc á là chúng ta phải dùng tới cái đá mới được. Thì ở đây á là chúng ta nhìn trên cái bảng chúng ta sẽ thấy á là cái chuyện mà sử dụng cái sức nóng. Sức nóng thì còn gọi là thermotherapy, tức là một phương pháp dùng nhiều biện pháp để chữa bệnh. Ở trên thế giới là họ dùng nhiều lắm rồi. Thì cũng như lúc mà tôi đi dạy ở châu Âu á, thì ở ba cái nước Bắc, mấy cái nước Bắc Âu á, thí dụ như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch rồi đó, thì họ dùng cái hơi nóng á, họ xông hơi rồi nói cái sauna chính là cái này đó. Để điều trị họ cũng đã dùng rồi. Và như vậy là trên thế giới á, chúng ta sẽ thấy á, là từ xưa cổ xưa là nó đã có từ lâu lắm rồi, không có phải là cái gì mới lạ đó. Thì mình ở đây thì thấy là có vẻ là mới lạ, thành ra là ùng mọi người nghe nói cái sức nóng giữa bệnh này thực ra nó có cái từ xưa đây rồi. Và như vậy á là chúng ta sẽ thấy một cái điều gì thì ý là ở đây là chúng ta thường nghe nhất đó là sử dụng cái đá để mà trồn vô gan. Nhưng mà không biết là tại sao mà nó trồn vô gan. Cái phần này là tôi sẽ cho qua luôn, tại vì mình không có nói là tôi chỉ nói là vậy nè, để mọi người hiểu nè. Hồi trước tới giờ á, là trong tất cả những cái việc mà tác động lên những cái huyệt đạo trên cơ thể mình á, thì có một cái phương pháp mà Cốc Đại Phong ông nói á, mà trồn vô ba làm cứu, dùng thuốc cứu, tức là dùng là thuốc nóng mà cứu vô mấy cái huyệt. Thứ nhất là khí hải quan nguyên, khi hải quan nguyên, rồi cái huyệt và sau lưng là mệnh môn, hai chân là thúc tâm lý và cái dưới lòng bàn chân là dũng tuyền. Thì khi mà cứu những cái huyệt đó thì ta nói là sẽ làm cho sống trên trăm tuổi, bị cái làng của Cốc Đại Phong người nào sống trên trăm tuổi thì họ nói cái bí quyết trong đó. Thì tôi là thì thường thường thì nói thôi, mọi người hiểu rồi, tới cái tuổi này bắt đầu sẽ chết rồi. Ông như tuổi này sao thắng rồi mày sợ chết rồi, cỡ này là sợ chết rồi, không cỡ này là sợ chết rồi, mà tôi cũng sợ chết rồi, cho nên phải đi tìm cái phương pháp để tự cứu lấy mình. Nhưng mà không phải đơn giản vậy, không phải đơn giản mà cứu được đấy. Thì tôi cũng làm cái đó, nhưng mà thực ra tôi cứu á, thì nó bất tiện quá. Sau đó tôi mới nghĩ tới cái chuyện là dùng đá nóng á, để mà chườm vô mấy huyệt nó tiện hơn. Nhưng mà cuối cùng là cái hiệu quả nó cũng không có cao lắm. Thì sau đó là tôi đi, lúc mà tôi dạy bên Pháp á, thì cái trong cái nhóm bác sĩ mà học ở Paris á, họ mới tặng cho tôi một cái cuốn đó là La Medicine de Capillaire, tức là cái y về mau mạch. Thì trong đó ông Sabandos á, ông có sử dụng á, cái sức nóng để mà tác động vô chữa bệnh. Thì mọi người thấy tại sao mà những cái người mà họ sống thọ nè, họ thế này thế kia đủ thứ, họ không có bệnh tật nữa, là tất cả là nhờ những cái chuyện đó. Cho nên nếu như ai mà người nhà bên châu Âu á, mà khi mà tuổi lớn mà đi nghỉ dưỡng nè, khi mà đi chữa bệnh nè, thường thường là tuổi lớn người ta thảy vô cho đi sauna hết nè, để gì không, để nó làm cho máu huyết lưu thông rồi các thứ, rồi để sống ngọt hơn. Thì
Từ đó tôi mới suy nghĩ tại sao mà mình sử dụng cả năm trời bằng cái phương pháp tác động vô mấy quyệt mà không có hiệu quả gì. Thì bây giờ ông Sam ớt ông dùng cái chữa cái ông làm cái dùng tác động với gan để chữa mấy cái người mà bị nhiễm trùng được các thứ. Thế thì tôi về tôi nói thôi bây giờ mình thử làm đi, tức là tôi dùng đá tôi làm nóng lên, và thay vì để đặt lên mấy cái huyệt đạo thì tôi lại đặt ngay gan. Và một cái điều mà lạ lùng là gì biết không, mọi người biết không, ngủ chết bỏ luôn. Ở đây ai mất ngủ? Một hai. Thì những người này á là tối nay trường đá ngày mai báo cáo. Là trường cho là ngủ ngay đi, có lạ luôn đó. Nhiều người trường mới vô đây á chưa được nửa tháng, nửa tiếng đồng hồ là cũng mất tiêu rồi. Không ở đây ai đã trường rồi, người nào trường rồi ủa rồi ở đây mấy gì trường trường rồi hả? Rồi ai trường rồi mà ngủ liền ai chị hả? Tao chỉ nói đi, tôi nghe coi. Nhưng mà trường mà là ngủ ngon. Ngủ ngon hả? Dạ, ngủ sâu. Thì trường là lâu rồi? Dạ, được 1 tháng rồi thầy. 1 tháng rồi hả? Dạ. Mà ngủ rất ngon đúng không? Dạ. Mà trước đó ngủ ngon? Dạ, trước đó thì cũng ngủ cũng bình thường, nhưng mà bây giờ nó ngủ sâu hơn. Ngủ sâu hơn, ngủ ngon hơn. Dạ. Và biết thưởng thức cái giấc ngủ là gì, đúng không? Rồi còn gì? Em chỉ mới 3 ngày thôi, nhưng mà anh thấy rất là hiệu quả. À, hiệu quả? Tức là em sao? Giờ mới 3 ngày thôi? Dạ. Mà tại sao biết có đá mà giờ mới ngày thấy? Em coi trên mạng em mới về, em mua. À, rồi coi mạng rồi về mua cái để đại vô. Thì em cũng nghe qua thầy giảng nhiều lắm rồi. Phải vậy hả? Dạ. À, đến coi trên mạng cái gì? Dạ. Để, thế thì hay quá. Còn Chi gì nói đấy? Cô Chi? Chi là thắp niên công chủ lắm rồi. Dạ, em chưa được 1 tháng rồi thầy, mà trước kia thì lúc mà đầu khoảng 9-10 giờ rất là khó ngủ này. Nhưng mà sau khi trường rồi ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ một mạch tới sáng luôn. Chứ hồi xưa là đầu giờ khó ngủ và nửa đêm hay thức giấc. Để ngủ rất là ngon. Ngủ giờ sao? Dạ, bây giờ vẫn tiếp tục trường đó thầy. À, mình ngủ ngon luôn. Dạ, rất là ngủ ngon. Dạ. Rồi cho chị là có tay cảm ơn. Là không có cái thuốc nào hay bằng cái thuốc này. Mà con người biết ấy, là mình mất ngủ ấy, mình uống thuốc ngủ thì mình giống như mình thuốc mình vậy. Vì cái chất ngủ đã ép, nó không có chất ngủ tự nhiên. Và tôi nói cho mọi người nghe một cái câu chuyện ở Berlin ấy, mà khi nào dạy tôi hay nhắc cái chuyện đó. Tức là tôi có cái cô đó, tôi đến Berlin tôi dạy ở chùa Linh Thứ ấy. Thì cái cô này cổ, hai vợ chồng đến qua chỗ tôi thì ngồi ăn cơm với tôi buổi tối tại nhà học trò tôi đó. Rồi cũng nói tôi đến gặp thầy tôi chỉ nói có một câu thôi, tôi mất ngủ 10 năm nay nè, tôi chỉ mong được cái giấc ngủ thôi. Và gương mặt của chị là cái gương mặt của một người bị suy nhược thần kinh, gương mặt của một người bị trầm cảm và luôn luôn hoảng hốt. Cô nói tôi bây giờ cũng đi làm việc thì tôi ngủ được, không ngủ được ok, nhưng mà nếu như tôi nghỉ không làm việc nữa mà không ngủ được thì tôi làm gì vậy? Thành ra mà chỉ nghĩ như đó thôi bà đã khủng hoảng tinh thần rồi. Thấy không? Không ngủ được. Thế tôi mới nói, được rồi, ngày mai cho chị ngủ. Thế tôi nói nha, ngày mai cho chị ngủ. Bà nhìn tôi bà, về rồi bà nhìn cái mặt tôi còn nhớ cái mặt bà nhìn tôi. Tức là bà tốn tiền rất nhiều cái chuyện mà làm cho uống thuốc ngủ rồi, mà các thứ rồi. Thấy không? Thế tôi không nói gì đó. Ngày sáng ấy, là thứ bảy, tôi còn nhớ sáng thứ bảy cái tháp tùng lên trên chùa tôi giảng ấy, xong cổ mua 2 cục đá, nhưng mà cổ mua tới 2 cặp gặp cho cổ, gặp cho ông chồng. Thì như vậy tới ngày chủ nhật sáng với chủ nhật tôi bước đi dạy ấy, thì chờ phải đi theo quý mới đi xem xe mình mà. Mà không thấy bà, tôi nói không chờ nữa, tại mình lên mình chờ bà đi trễ thôi, đi còn bà đi không đi kệ bà. Thì mình lên ấy, thì như vậy là 8 giờ là tôi có mặt ở chùa rồi, 9 giờ bà này mới lò bà tới. Mà kia này đi có ông chồng, mà ông chồng là người hoàn toàn không tin. Mà kia này thấy ông chồng nhìn tôi cười lẻn lẻn là tôi đã có chuyện rồi. Rồi bà này mới đi theo, mà 2 vợ chồng người đi đón nén vô. Tôi nói, sao? Giờ thì mới đi. Cái này ngủ quên. Quên. Ngủ quên. Hồi xưa chưa bao giờ mà được ngủ vậy đó, ngủ quên. Rồi bất cỡ. Bởi vì tôi bên nói thiệt là tôi không ngủ được. Mà nghe thầy nói tôi không tin, 10 năm trời rồi. Thì tôi nói là đi nói từ từ chứ thầy nói chứ lẹ quá làm sao tính được.
cuối cùng ngủ được. Thì nhưng mà không có ghê bằng ông chồng của bạn. Ông chồng bà là coi như là nhìn mặt chị dễ luôn. Nhưng mà sao đó ông nói, còn em thì ba bữa đó em mới báo cáo vì em còn đang theo dõi. Mà thiệt ra ông này cũng mất ngủ. Mà chồng ông nói vì sao đó, ông nói vì tôi đang ngủ mà vợ nó cứ đẻ ra đi đái tiếp mà sao thì ngủ được. Thật ra ông không biết ngủ luôn. Nhưng mà thiệt ra là ổng thêm cái chứng nữa là phi đại trước tiền liệt. Rồi cộng thêm cái nữa là ổng đặc biệt hơn người ta. Đàn bà một tháng có 3 ngày, ổng tháng nào ngày không có. Bị lỉ. Thì ông làm hết trơn. Nhưng mà mọi người xúm nhau cười chứ, nhưng mà chưa cười đang cười vậy thì có cái bà kia, ông kia nói ai cười chứ tôi cười không nổi. Ông trong lớp ông nói tôi gương nói em tại ông mà tôi đây hôm nay tôi mới có mặt đây. Ủa còn ông này đấy, ông hôm qua đâu có mặt. Nó không, con vợ tôi tới đây thực hiện không, ông làm bây giờ gia đình tôi tan nát. Tôi có làm gì hai vợ chồng đâu, lại mua bà đi vô học mua cầm đá về giờ hai vợ chồng tan nát. Bà còn vui bỏ qua cái chết vậy nè. Tôi nói á, người đàn bà Việt Nam này đó là hư lắm. Đi làm việc về á, đàn ông đọc báo xem phim, đàn bà hư đến độ phải dọn nhà dọn cửa rồi chăm sóc cho con rồi nấu nướng làm cả đêm. Đi làm việc rồi về nhà cũng phải làm cái chuyện không tên, đúng không? Đấy giờ tôi nói đàn bà hư cho đó, không chịu ngủ, hiểu không? Rồi thằng chồng á nó ngủ chỏng chẳng, lúc đó ông vợ mới được ngồi về ngủ. Đã cực ở trong ngoài đường rồi, cực đêm mà vô là tới ngủ. Thằng đó thằng chồng nó ngủ một mạch luôn, ai về đâu. Ba ông nó nói hồi xưa vợ tôi lấy mười mấy năm rồi, ha, bây giờ nó về nó không thèm dòm tôi, nó thử nghiệm, nó lấy cục đá nó chờ nó ngủ. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy con vợ tôi nó ngái mà nó há họng. Hồi xưa nhà đâu có biết vợ ngủ ra sao, mà về làm gì cứ nhà nắm một lèo ngủ, còn vợ bỏ mặt nó cũng làm gì làm, nó chăm sóc con, nó tắm rửa, nó xếp quần xếp áo, giặt đồ giặt đạc, lau nhà lau cửa nó làm hết. Theo bây giờ vô đó là lúc mà về vô ngủ được thì thằng chồng ngủ mất rồi. Bây giờ kia này về nó thử nghiệm, thành ra nó ngủ nó ngáy. Trời ơi, thằng chồng nó em tôi ngủ kế bên tôi chịu nổi. Cuối cùng là tôi phải ra về salon tôi ngủ. Tôi không bao giờ nghĩ là cái con vợ tôi nó đẹp mỹ miều vậy mà lúc nó ngủ nó há họng nó ngáy. Trời ơi, cái ngủ khủng khiếp luôn. Mối tình về này chắc tan vỡ quá. Nói thì nói, cái người phụ nữ ở nước ngoài cực lắm nha, thương lắm á, chứ không có phải mà sướng đâu, nói đùa vậy đó, cực lắm. Mày ăn đi làm việc rồi về vậy, thành ra đâu có biết ngủ trước đâu. Thì cái câu chuyện ngủ á là rất là nhiều chuyện lắm. Để cho tôi nói mọi người thấy á, cái riêng cái vấn đề của cục đá là cái mà làm cho ta nhiều nhất, ngon nhất á là giấc ngủ. Cho nên em mới nói bác á, bác lên bao nhiêu tuổi? 82. Bây giờ là khi những cái người mà khi sinh ngủ khó, mà ngủ á là thì mà ngủ được á thì cái tai chân nó không rung, còn không ngủ được á thì tai chân nó cứ rung, thành ra là mỗi bạn. Và tối nay ông ngủ cái ngon lành. Nhưng mà cái khó cho chỗ này nha, tức là đối với bác á mà bị bệnh cái sinh á thì khi mà chồm đá dùng gan á thì gia đình phải làm cho bác, chứ bác đừng kêu bác làm, phải làm cho bác, rồi làm cho bác rồi chừng nào bác ngủ thì thôi, hiểu tôi nói, tức phải có người chăm sóc lo cho bác cái đó thì mới được. Thì khi bác ngủ sâu xong rồi thì đặc biệt cái ngủ sâu vô rồi thì cái bộ não mình nó tái cấu trúc lại, chỉ có cái giấc ngủ thật là sâu, giấc ngủ thật là ngon thì nó mới tái cấu trúc lại toàn bộ. Thì cái đầu não của cái giấc ngủ lại cho đó. Cho nên á là trong tất cả cái chuyện khác không cần biết, chỉ cần ngủ được là xong hết. Từ cái chuyện mà trầm cảm nè, rồi từ cái chuyện mà suy nhiều thần kinh á, do mất ngủ hết. Cho nên á, nhiều người á là họ bị trầm cảm á, bị nặng đó nha. Vậy mà lên giường mà vô ngủ được hết trầm cảm đi, hết trầm cảm này là lập tức. Tất nhiên phải có một cái thời gian nhất định để mà nó điều chỉnh lại. Thành ra là cái cơ bản của bác này
là kêu ông nóng chủ gan. Còn cái chồng lạnh là chút xíu tôi nói riêng, anh gan trên này chút xíu là em với ở nhà gặp anh riêng thì anh hướng dẫn vô cách để cho đừng có rung tay chân. Điều đó nói riêng, tại vì cái lớp này chưa nói tới nên mà mình nói ra lộ mục tiêu. Thì cái thứ nhất của cái nóng ấy, là nó chườm gan ấy, thì thứ nhất ấy, thì nó làm cho ngủ được. Cái thứ hai là ăn được. Cái thứ ba là tiêu hóa cực kỳ tốt. Ba cái đó là sẽ xoay lên trong ba cái đó. Thì nhiêu đó là đủ ăn tiền rồi. Cho người nào bị rối loạn tiêu hóa rồi đi ăn hay bị rúng động hay bị tiêu chảy, sạch tách luôn. Nó cực kỳ hay. Ha? Rồi còn cái chuyện mà những cái chuyện khác còn nhiều lắm, nhưng mà tôi nói cái cơ bản của nó là nằm ở chỗ đó. Thì mọi người nắm được cái phần đó là quan trọng. Cho nên á, làm gì làm, nói gì nói, ha? Một chút xíu á, mọi người mua cặp đá về cho mình bắt cá cho tôi xem. Cũng như chị này á, là chụp lấy cơ hội liền, ha? Mua đá về cho ba ngày nay ngủ sướng quá. Mà không có hạnh phúc gì bằng cái giấc ngủ ngon. Hồi xưa giờ tôi như tôi á, hồi xưa tôi chờ tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ là tôi ngủ ngon rồi, nhưng mà không phải. Khi trường đã rồi mình mới biết cái ngủ ngon là gì. Em ok. Tại vì khi về đó em mua cục đá về em chưa có trường. Dạ. Nhưng mà cái ông anh á đi làm việc về ghé ăn cơm. Nên anh cũng mất ngủ. Em nói sao ăn cơm rồi lấy cặp đá này thiết chừng 3 phút thôi. Cái anh nằm mà anh thường thường nằm nghỉ chứ bao giờ ngủ. Anh nằm ngủ một giấc luôn. Bye. Rất là thích cho nên là tại sao? Tại sao làm cho cũng ngon? Tại sao làm cho cũng ngon? Là tại vì cái gan của mình á, là nó có hai cái nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất á là giải độc. Mà hiện nay tôi nói cho mọi người nghe nha, cả cái đất nước mình ngộ độc còn thật không? Mình bây giờ theo phân bón, mỗi buổi sáng mọi người xem tin tức thôi, phân bón người ta bỏ quá mức rồi rau cải rồi ta Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.